Dù có bận rộn đến đâu, nhưng những ngày cuối năm, đến bản Khe Rạn, xã Mồng Khê, huyện Con Cuông, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh người dân ở đây rủ nhau lên rừng để lấy những bó củi khô về nhà. Vừa để nấu cơm, nấu bánh chưng ngày Tết, vừa nấu các món ăn tiếp đón bà con họ hàng và củi cũng để giữ lửa trong ngày đầu năm để giữ ấm cho gia đình. Quan niệm của chúng tôi là cho lửa không tắt, lửa đỏ đến sáng, tượng trưng cho một năm làm ăn thuận buông xuôi gió và đỏ rực như ngọn lửa. Để chuẩn bị cho ngọn lửa được đỏ, than được hồng mãi trong những ngày đầu năm, củi được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Phải là củi to, chắc, thẳng, đượm lửa và than phải hồng được lâu. Người Thái cũng quan niệm củi có bền chặt, than có đỏ hồng thì tình cảm gia đình mới vững chắc bền lâu. Tục giữ lửa của người Thái có từ xa xưa để lại. Vì vậy, những dịp Tết cổ truyền là dịp để cho các bậc làm cha, làm mẹ truyền lại cho con cháu làm sao không bị mai một, bởi đây là nét bản sắc riêng của đồng bào dân tộc Thái. Sau ngày cúng cuối năm, cả nhà quây quần bên bếp lửa vui vẻ trò chuyện, cầu mong cho những điều xấu, những điều không may năm cũ qua mau và hạnh phúc đến nhanh trong năm mới. Bên ánh lửa bập bùng, trong tiếng lửa tí tách, những bài nhuôn, bài suối được cất lên với những nhắn nhủ của bố mẹ đến con cái, mong cho con cái sống vui vẻ, làm ăn phát đạt, con trẻ chóng lớn. Còn con cái thì hát mong bố mẹ năm mới được mạnh khỏe, sống lâu. Để ngọn lửa được giữ mãi trong những ngày đầu năm, người phụ nữ trong gia đình có nhiệm vụ vùi tro làm sao để bếp vẫn đượm lửa. Quan niệm của người Thái cho rằng nếu bếp tàn thì mang lại điều đen đủi, gia đình năm mới sẽ không được yên ấm no đủ. Vì vậy, người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa của gia đình. Ngày nay, một số phong tục của đồng bào dân tộc Thái đang ngày bị mai một, nhưng tục giữ lửa qua ngày đầu năm vẫn được bà con đồng bào Thái ở Con Cuông gìn giữ.